Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Apply Continuum. Thì chương trình Negop này chỉ random cho 1000 winner may mắn thôi các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click vào phần link mô tả dưới video bên trong tab chatbot. Rồi các bạn click trang các bạn. Chọn hình giống nó nè. Rồi. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn bấm vào tab Telegram nè. Rồi các bạn chọn vào kênh group nữa nè các bạn. Rồi các bạn xôn sao nè các bạn. Rồi MMO. Rồi các bạn bấm vào IAM bot nè các bạn. Rồi ok. Rồi bấm up lên nè. Rồi bấm done. Sau đó tới tab thứ hai nè các bạn. Các bạn follow tờ Twitter của nó nè. Trên tờ Twitter nè các bạn theo dõi nè các bạn. Nhận gian game thế này random mà về cái là ngon lắm các bạn. Bấm done. Tiếp tục thì các bạn copy cái hashtag này nè các bạn. Retweet and comment luôn. Bạn copy hashtag này nè, tan dài các bạn mình vào. Sao chép hashtag nè. Rồi, vào đây các bạn retweet nha các bạn. Các bạn like nè, các bạn chặn như tweet nè. Rồi, sau đó các bạn comment luôn nha các bạn. Rồi các bạn bấm trả lời các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bắt đáp lên. Các bạn bấm done. Wesley Julia Trisoming follow Blockfi Elamic Sien Lin. Rồi vào đây thì các bạn gửi cho nó đường link Blockfi tại Twitter mình. Các bạn nào chưa follow thì vào follow luôn các bạn. Thì trên tờ Twitter thì bạn mở tờ Twitter tất cả bạn ra nè. Không biết cái định dạng này đúng không. Nó kêu định dạng trên Google mà nhập Amata nè, nhập vào hồ sơ nè. Nhập ba cạnh cùng, nhập vào chia sẻ nè. Không được thì mình gửi lại các bạn. Rồi các bạn sẽ chép các bạn. Chắc không được rồi. Chắc chắn chăm không được, làm chơi luôn. Đây đây, rồi đúng rồi. Tiếp tục thì các bạn mở tờ Twitter trình duyệt Google Chrome của mình ra nè các bạn. Các bạn gọi là tờ Twitter các bạn. Tờ Twitter.com nè các bạn. Rồi các bạn nhập vào avatar của mình nha các bạn. Các bạn nhập vào một hồ sơ của mình nè. Rồi các bạn nhập ba cạnh cùng nè. Rồi các bạn copy cái dòng thời gian trên cùng nha các bạn. Dashboard nè. Tính lách nó mà lách không được. Rồi tiếp tục thì các bạn vào tab thứ ba nè các bạn. Rồi các bạn xôn cho Discord nha các bạn. Trên Discord thì bạn chấp nhận là mà thôi các bạn. Rồi trên Discord thì bạn bấm vào một vỗ tay nha các bạn. Này verify Relate. Sao không thấy gì hết ta. Rồi các bạn bấm vào một Relate này các bạn. Còn like hay là gì đi. Bạn không có tin nhắn này. Sao không lẽ cái mạng của mình nó bị yếu ta. Yếu tay nè. Không được. Các bạn nhấp vào hình cái chìa khóa này các bạn. Sao không gửi được tin nhắn ta. Ok, nó không cho gửi tin nhắn thì thôi các bạn, gì là được các bạn ơi. Các bạn chỉ copy nè, có tên của mình đây được rồi. Rồi các bạn copy là username này nè, coi nó có yêu cầu mình khai báo gì không. A cộng xăng sao 1 số 0, rồi các bạn chơi dân bot các bạn. Thôi các bạn bấm done đi các bạn. Chết. Rồi các bạn gửi là username Discord cho mình các bạn. Mình dân anh thằng 61 số 0 nè. Cái chữ bot nè. Rồi tiếp tục là cái tab thứ tư. Bạn nhấn vào Facebook. Tiếp tục follow like Facebook nè. Tại biết trên Facebook thì bạn bấm thích nha bạn. Rồi bạn lướt xuống đây nè. Bạn like nè, bạn chia sẻ công khai luôn nè.
Rồi các bạn nhấp vào mũi tên nè các bạn. Đâu mà ta, sao nó không quay lại ta. Máy chạy mượt làm cho anh em cái thời gian bớt bớt tốt thời gian lại. Rồi các bạn nhấp vào ba cánh cùng nữa các bạn. Rồi các bạn sẽ chép nè, thực thiệt, gọi là chép bot nè. Rồi các bạn bấm done nha các bạn. Tiếp tục các bạn like và comment. Rồi tiếp tục nó kêu các bạn like và comment với hashtag này nè các bạn. Hashtag copy hashtag này nè. Mình sao chép nè. Rồi nhấp vào Facebook lên. Bộ nội. Nãy nó không nói sớm. Rồi các bạn bình luận luôn nha ta các bạn. Rồi các bạn dán cái hashtag vào đây nè. Rồi các bạn đánh thành câu đi các bạn. Rồi tự vút đi. Này được. Rồi bấm đăng. Rồi sau đó thì các bạn nhấp vào mũi tên mình nè. Nhấp vào avatar mình copy dòng thời gian mình lại các bạn. Để có kiểu mình khai báo quá. Hơi ít cái video là 7 phút tự tạo. Rồi bấm done nha bạn. Tiếp tục submit đường link profile Facebook nè. Rồi bạn ơi cho bot nha bạn. Format vali format. Send you. Nó không chấp nhận định dạng này các bạn. Thì các bạn nhấp vào Facebook cái nó nha các bạn. Ui tài. Dự án này nó view người ta. Nhấp vào Facebook nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào hình mũi tên, nhấp vào avatar của mình nè các bạn. Các bạn nhấp vào cái mục lúc khác đi, pha các bạn. Sao tài định dạng này. Rồi các bạn bấm vào ba gạch cùng, bấm vào copy link nha các bạn. Được không biết nữa. Rồi đúng rồi, rồi bạn gọi cho bot nha bạn. Không được luôn ta. Trời ơi. Nó qua Google Chrome, gõ Facebook rồi. Rồi bạn nhấp giải avatar của mình nè các bạn. Copy dòng thời gian này cái nữa không được thì mình bó tay luôn. Mình suy nghĩ lại cái khác. Rồi không được rồi. Định dạng là Facebook sẹt element này hỗ trợ trên di tính đó. Sau đây các bạn mình để hiểu các bạn chỉ copy cái đường link Facebook mình lại các bạn. Rồi các bạn sao chép đây nè, các bạn dán vào đây nha các bạn. Trời ơi. Rồi các bạn sửa ba cái dấu này nè các bạn thành ba cái chữ WKWK các bạn. Để kép chữ nhỏ thôi. Bị kép nè các bạn. Rồi bạn gửi các bạn. Đâu đồ các em để mình nhấp vào đây coi Facebook mình được giống không ta. Rồi được rồi. Giờ ok các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn nhấp vào một số năm website tab nè. Rồi các bạn vút nó nè. Rồi các bạn điền địa chỉ email của bạn vào đây nè các bạn. Trời ơi. Rồi các bạn bấm vào đây nha bạn. Nhìn ba cạnh cùng nè. Whopper. Có vút gì không? Nó kêu mình vút cho nó. Play farm. Sao kêu đánh email hoài trời. Rồi bấm đắp đây đi. Rồi bấm done luôn đi. Visit and enter email, mình gửi email rồi đó các bạn. Tiếp tục thì các bạn bấm vào một số 6. Rồi tiếp tục gửi địa chỉ với ETH-EC20 trên chocolate cho các bạn nha các bạn.
trên địa chỉ với chocolate các bạn gửi địa chỉ với nào cũng được hết, miễn chạy tảng EC20. Rồi bấm vào ghép lên, lên ghép chia sẻ trong bè những cái thằng nó kiếm tôi cần nha bạn. Ok, vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thôi nhé.